Nhắc đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một người đàn ông quyền lực có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên thế giới. Bên cạnh việc là một nhà lãnh đạo giỏi về chính trị, Tổng thống Nga Putin còn sở hữu khả năng ngoại ngữ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ông có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Từng có thời gian hoạt động với vai trò tình báo của cơ quan an ninh Liên Xô KGB tại Dresden, Đông Đức trong giai đoạn 1984-1990. Tổng thống Putin cho biết ông có khả năng nói khá trôi chảy tiếng Đức. Đối với một điệp viên hoạt động tại nước ngoài, việc thông thạo ngôn ngữ của nước sở tại là yêu cầu bắt buộc. Một ví dụ chứng minh cho khả năng nói tiếng Đức của Tổng thống Putin là bài phát biểu dài 8 phút về chủ nghĩa khủng bố vào năm 2001 trước Quốc hội Đức. Bài phát biểu của ông Putin khi đó đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của các nghị sĩ nước chủ nhà. Nếu ai đó nói rằng ông Putin có thể nói trôi chảy tiếng Đức nhờ vào bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, thì họ có thể xem lại đoạn video từng ghi lại cảnh nhà lãnh đạo Nga trực tiếp phiên dịch tiếng Đức cho một chính trị gia người Đức tại diễn đàn báo chí St. Petersburg năm 2016. Đoạn phiên dịch này khi đó diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên tại sân khấu của diễn đàn và không có sự chuẩn bị từ trước. Năm 2017, Tổng thống Putin cũng từng sử dụng tiếng Đức trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức khi ấy là bà Angela Merkel. Là người có khả năng nói khá trôi chảy tiếng Nga, bà Merkel đã nói với ông Putin bằng tiếng Nga, trong khi Tổng thống Nga trả lời bà bằng tiếng Đức. Cùng năm đó, trong hai ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức, Tổng thống Nga đã có nhiều cuộc gặp mặt song phương và nói chuyện bên lề với lãnh đạo các nước khác. Tại bữa tối G20, Tổng thống Putin được xếp ngồi cạnh đệ nhất phu nhân Mỹ khi ấy là bà Melania Trump. Cả hai cười và trò chuyện với nhau mà không cần trợ giúp từ người phiên dịch. Bà Melania nói được một vài thứ tiếng, bao gồm tiếng Đức, có thể chính điều đó khiến cuộc đối thoại giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Ngoài tiếng Đức, ông Putin cũng có thể nói được tiếng Anh. Tuy nhiên, khả năng sử dụng tiếng Anh của Tổng thống Putin cho đến nay vẫn là một bí mật trong giới chính trị. Theo chia sẻ của ông Putin, ông có thể nói về bản thân một chút bằng tiếng Anh và ông cũng ít khi sử dụng ngôn ngữ này trong các hoạt động quốc tế. Một trong những số lần chính thức hiếm hoi Tổng thống Putin nói tiếng Anh là trong bài phát biểu kéo dài 2 phút rưỡi hồi năm 2013 để vận động cho Nga giành quyền đăng cai triển lãm quốc tế World Expo 2020. Tổng thống Putin từng có bài phát biểu được cho là ngẫu hứng bằng tiếng Anh tại Viên hồi năm 2010 khi ông dự giải vô địch judo thế giới. Nhà lãnh đạo Nga khi đó đã ca ngợi truyền thống của Viên và bộ môn judo. Trong kỳ vận động đăng cai Thế vận hội mùa đông Sochi 2014, Tổng thống Putin cũng có bài phát biểu dài 5 phút trước Ủy ban Olympic Quốc tế IOC hồi năm 2007, mặc dù khi đó ông được cho là mới học tiếng Anh không lâu. Sau đó, Nga đã vượt qua Hàn Quốc và Áo để giành quyền đăng cai sự kiện thể thao tầm cỡ này. Không chỉ có các bài phát biểu, Tổng thống Putin cũng từng trổ tài ca hát bằng tiếng Anh. Nhà lãnh đạo Nga từng thể hiện ca khúc Blueberry Hill bằng tiếng Anh tại một sự kiện gây quỹ từ thiện hồi năm 2010. Năm 2008, Tổng thống Putin cũng từng cho thấy khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo khi trả lời phỏng vấn của đài CNN. Khi đó, ông chủ điện Kremlin đã trả lời câu hỏi liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ. Nhiếp ảnh gia Platon của Anh từng tiết lộ rằng Tổng thống Putin có thể thảo luận về nhóm nhạc The Beatles hoàn toàn bằng tiếng Anh trong cuộc trò chuyện của hai người. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại các sự kiện ngoại giao, Tổng thống Putin thường không sử dụng tiếng Anh. Ông Peskov cho biết, trong các cuộc trao đổi tự do bên lề các hội nghị thượng đỉnh, ông Putin thường tự nói tiếng Anh. Còn trong các cuộc đàm phán và khi ông ấy tham gia một cuộc họp chính thức, tất nhiên ông ấy sẽ giao tiếp thông qua thông dịch viên. Tuy vậy, về cơ bản, ông ấy vẫn hiểu tiếng Anh và đôi lúc ông ấy còn sửa lỗi cho chính các thông dịch viên. Trình độ tiếng Anh của Tổng thống Putin được đánh giá ít nhất cũng ở mức độ trung bình hoặc cũng có thể cao hơn. Mặc dù cách phát âm của nhà lãnh đạo Nga vẫn được xem là nặng, song người nghe có thể thấy giọng mũi kiểu Anh trong cách ông Putin nói. Điều đó cho thấy Tổng thống Nga có thể đã theo học loại ngôn ngữ phổ biến này. Một ngôn ngữ khác mà nhà lãnh đạo Nga có thể nói được chính là tiếng Tatar. Tiếng Tatar của Cộng hòa Tatarstan là ngôn ngữ bản địa được nói nhiều thứ hai tại Nga sau tiếng Nga. Trước đám đông người dân Kazan, thủ phủ của Tatarstan, Tổng thống Putin đã từng phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Tatar nhân kỷ niệm ngày thành lập thành phố này. Ông Putin thậm chí còn tự phiên dịch một số đoạn sang tiếng Nga để giúp những người không biết tiếng Tatar có thể hiểu được nội dung. Đây được cho là lần duy nhất Tổng thống Putin nói tiếng Tatar và nhà lãnh đạo Tatarstan Rustam Minnikhanov đã dành lời khen cho nỗ lực của ông Putin. Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin còn nói được cả tiếng Thụy Điển.
Theo đó, năm 2013, tránh văn phòng Điện Kremlin khi ấy là ông Sergei Ivanov cho biết, ông và Tổng thống Putin thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng tiếng Thụy Điển. Ông Ivanov nói, Tổng thống thông thạo tiếng Đức, còn tôi biết tiếng Anh. Tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ chung của cả hai. Không rõ Tổng thống Putin biết tiếng Thụy Điển bằng cách nào, nhưng có khả năng nhà lãnh đạo Nga đã tự học nhờ vào sự gần gũi của tiếng Thụy Điển với tiếng Đức. Ông Ivanov nhận định, mặc dù ông Putin không phải là nhà ngôn ngữ học, nhưng ông ấy yêu các thứ tiếng và ngôn ngữ. Là một chính trị gia nổi tiếng, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên khoác trên mình những bộ vest lịch lãm sang trọng đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt công chúng. Thế nhưng ít ai biết, Tổng thống Putin cũng là một người có phong cách thời trang đa dạng, thời thượng, từng nhiều lần gây chú ý với giới truyền thông. Tổng thống Nga Vladimir Putin thú nhận rằng ít để tâm tới quần áo của ông như thế nào, nhưng luôn chọn trang phục để bản thân trông lịch lãm nhất. Trước đó, khi được hỏi về việc phong cách thời trang của ông thay đổi như thế nào theo thời gian, ông Vladimir Putin cho hay, phong cách của tôi rất đơn giản, đó là phong cách doanh nhân. Ông Vladimir Putin tiết lộ, tôi hiếm khi làm việc ở nơi nào khác ngoài văn phòng của mình. Dù vậy, tôi có thể đến những sự kiện như ở đây, Tabrida. Tôi nghĩ tất cả mọi người khi làm việc đều mặc trang phục giống như của tôi. Còn trong cuộc sống riêng tư, tôi ăn mặc thoải mái, nhưng dĩ nhiên là tôi muốn trông mình thật lịch lãm. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng, ông thường mặc những gì đang treo sẵn trong tủ quần áo. Ông Vladimir Putin cho biết, tất nhiên tôi sẽ cố để trang phục của mình trông phù hợp. Trên thực tế, tôi ít để tâm đến trang phục nhưng phải thừa nhận rằng chúng rất quan trọng, tương tự như trang phục của phụ nữ, rõ ràng đó là cả một nghệ thuật. Tổng thống Nga cho hay, trước đây ông từng không coi trang phục là vấn đề quá quan trọng, nhưng sau đó ông bổ sung. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng chọn quần áo là một loại nghệ thuật và cũng là yếu tố quan trọng với con người khi nó góp phần tạo ra một môi trường chúng ta sống. Trên thực tế, giới chuyên gia cũng đánh giá rất cao đối với cách ăn mặc và lựa chọn trang phục của Tổng thống Nga. Trước đó, trên chuyên mục thời trang hàng tuần của tờ Nhật báo Moskovskiy Komsomolets phát hành ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga, đã đăng tải bài viết của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Timu Gutkaev nhận xét về phong cách ăn mặc của đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngay trong phần mở đầu bài viết, nhà tạo mẫu Gutkaev đã đưa ra nhận định, sở thích thời trang của lãnh đạo đất nước cũng lôi cuốn công chúng không kém gì những quyết sách quan trọng bởi phong cách ăn mặc của Tổng thống Putin đã nói lên phần nào những cá tính tiêu biểu của ông. Chủ nhân Điện Kremlin thường được biết đến thể hiện phong cách lãnh đạo Putin với những đặc điểm nổi bật như quyết liệt, nhanh nhạy và đúng thời cơ, khó dự đoán đối với đối phương, có hiệu quả và mưu lược. Các bộ vest của nhà lãnh đạo Nga là thứ phục sức thanh lịch đặt làm riêng với tông màu chủ đạo gồm đen, xám và xanh thẫm được may đo hoàn toàn thủ công với giá thành không dưới 650.000 đô la Mỹ mỗi bộ do nhà may Keaton & Brioni nổi danh ở Milan, Italy thực hiện, cũng là thương hiệu ưa thích của siêu điệp viên người Anh James Bond 007 trên màn ảnh. Phần kế tiếp, nhà tạo mẫu Gutkaev đề cập đến các phục sức thường nhật của Tổng thống Putin, hầu như đều thuộc các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, ví như caravat mang thương hiệu Valentino của Italy với các gam màu xanh nhạt, đen hoặc đỏ tía. Còn loại giày ưa thích mà nhà lãnh đạo Nga thường đi cũng thuộc hai nhãn hiệu nổi danh khác là John Lop của Anh và Salvatore Ferragamo của Italy. Riêng áo khoác mà Tổng thống Nga thường mặc mang thương hiệu Goose & Brioni trừ danh của Canada, chứng tỏ phong cách phục sức thời thượng của người đứng đầu Điện Kremlin. Trước đó, trong một sự kiện tại chuyến thăm tới một ngôi trường tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã thu hút chú ý khi ông xuất hiện cùng đôi giày thời thượng của mình. Trong những bức ảnh được công bố trên truyền thông, Tổng thống Putin được nhìn thấy đi một đôi giày mới của hãng New Balance. Nhà lãnh đạo Nga đã đi đôi giày sáng màu trong chuyến thăm tới một ngôi trường dành cho học sinh năng khiếu tại thành phố Sochi, Nga. Theo Sputnik, rất có thể mẫu giày mà Tổng thống Putin lựa chọn là mẫu 997 Made in USA hoặc 998 Made in USA, có giá vào khoảng 24.000 rúp, tương đương 8,6 triệu đồng, tới 25.000 rúp, tương đương 8,9 triệu đồng. Ngoài những sự kiện thể thao hay những chuyến dã ngoại, Tổng thống Putin thường xuất hiện trước công chúng với phong cách lịch lãm trong trang phục vest và giày da. Việc sử dụng một đôi giày sneaker thời thượng như New Balance trong chuyến đi lần này được cho là giúp ông Putin thoải mái hơn trong các hoạt động tại trường. New Balance là một hãng giày được ưa chuộng trên toàn thế giới và Tổng thống Nga dường như cũng yêu thích những đôi sneaker thoải mái của hãng này. Trước đó, ông Putin từng được nhìn thấy đi giày New Balance trong chuyến thăm tới tu viện tại vùng Pskov,